Hello Vanessa, xin kính chào quý vị. Bây giờ thì mới có thời gian nữa cả nhà. Thì Vanessa sẽ quay trở lại để mà chia sẻ với quý vị một cái rất nhiều những cái quan tâm của quý vị về cái vấn đề casino. Thì thật ra nó cũng không phải là cái sự gọi là dạy bảo khuyên hay là gì cả, mà nó chỉ là cái trải nghiệm mà Vanessa đã từng trải qua. Và có một số câu hỏi của các anh chị nói về cái vấn đề mà mình có nên đuổi theo những cái bonus, ví dụ như là ở máy kéo thì có những con khỉ đó, thế còn ở trong baccarat hay là blackjack rồi poker thì ở bên Mỹ này nó rất hay có những cái giải thưởng cho những cái bàn như vậy, chứ nó không giống như ở Việt Nam. Tại vì Vanessa cũng đã đi ở Mỹ thì cũng đã ghé rất nhiều những cái sòng ở trên Las Vegas, thì họ thường là họ chỉ có những cái bonus ở trên những cái máy kéo thôi. Còn ở trong baccarat thì họ chỉ có ví dụ như là được ăn đôi đôi, phe phe các thứ đó quý vị. Chứ họ không có giống như local casino là ở những cái tiểu bang, ở những cái vùng mà đi về những cái vùng miền. Thì ví dụ như mình ở kiểu bang California thì có cái máy mà thời đầu tiên bán xả vào thì em cũng không có biết, đó là có cái con rồng thì mọi người thường hay gọi là dragon đó quý vị, và panda là cái con panda, con gấu á, và con rồng thì là hai cái đó là mọi người hay hay theo đuổi và đặt để mong có cái lời rất là cao. Mấy được ăn đến 40 lần đó quý vị. Thì quý vị thử nghĩ xem, nó cũng giống như là đi trúng số và đi đánh đề lô đề ở Việt Nam vậy. Ở Việt Nam thì nó không có những cái hình thức như vậy. Thì rất nhiều người hỏi bán già là làm thế nào để biết được là nó ra được cái con rồng đó, và mình có nên chăn cái con rồng đó hay không. Thì bán già sẽ nói luôn vào cái câu hỏi của các quý vị để mà trả lời cho quý vị luôn. Thì theo như cái kinh nghiệm của bán già mà đã từng ở trong những cái sòng bài, trong chia bài trong vòng 10 năm như vậy, thì bán già thấy có cái điều như thế này. Đó là cái xác suất của những cái con rồng hay là của những cái giải thưởng. Giải thưởng thì là mọi người nuôi ở kéo máy để nó tích cóp, để nó lên được. Có người chơi, có người bỏ tiền vào thì nuôi nó để nó lên dần dần lên. Và đến một cái ngày nào đó nó có cái mức cố định như vậy thì nó sẽ rơi vào cái máy của bất kể người nào may mắn, chứ cũng không có sắp đặt, rất là khó. Thì tương tự như vậy trong cái máy mà quý vị chơi poker hay là baccarat cũng vậy thôi. Nó có cái vòng quay, nó không như blackjack quý vị nha. Như blackjack á, thì các cái cây bài quý vị phải kéo và nó sẽ không thể nào mà có cái xác suất hay là mặc định, ví dụ như một cái bộ bài này nó phải ra đến ba con rồng hay là hai con rồng hay là bốn con rồng, năm sáu con rồng gì đó. Có thể bộ bài này nó ra nhiều thì cái bộ sau nó không ra nhiều, tại vì mỗi một cái hộp bài nó có nhiều bộ bài đó quý vị, chứ không phải là có một một cái hộp á, là nó có rất nhiều bộ bài bên trong. Ví dụ như ở Việt Nam thì thời trước là 9, 11 tùy có mỗi một nơi họ đưa ra. Thì bác sẽ không nhớ rõ là bao nhiêu ấy, đại khái là nó có nhiều cái bộ bài như vậy và nó có cái xác suất để ra cái con rồng như vậy. Xác suất nó giống kiểu như quý vị đi tính số đề đó, đó nó xác suất là nó kiểu như vậy. Và quý vị không thay đổi được cái xác suất đó. Tại sao quý vị không thay đổi được? Riêng chơi ở blackjack thì quý vị có thể thay đổi được cái gọi là cái blackjack nó ra là 21 đó. Quý vị có thể thay đổi được để nó ra 21 hay không ra 21, hoặc ra nhiều hay không, là do cái người mà người ta chơi rất là lâu năm kinh nghiệm thì người ta sẽ tụ thành một cái nhóm, hoặc một mình người ta đặt đủ các cửa, người ta tự kéo, người ta có cái sự tính toán để làm sao mà người ta kéo, người ta tính được để mà nó có những cái cây bài mà theo những cái ý muốn của họ, hoặc họ có những cái team họ chơi với nhau rồi họ rủ nhau đi chơi đó quý vị. Thì cái đó là khác. Nó không như baccarat. Baccarat quý vị có thể thay đổi được cây bài hay không? Là hoàn toàn không thay đổi được. Tại vì sao mà gọi là không thay đổi được? Tại vì luật của baccarat thì cho dù quý vị có muốn kéo cái cây bài đó hay không kéo thì cái luật nó vẫn phải kéo lên. Trong cái luật của baccarat á, thì ai làm ở trong sòng bài thì cũng phải, tại sao phải đi học chia bài là vì vậy. Tại vì nó có cái luật của các cái cây bài. Ví dụ như là hai cái cây đầu tiên nó có những cái con số là từ 0 cho đến 3 thì tất cả các cái cây khác đều phải kéo chẳng hạn. Từ 0 cho đến 4 thì tất cả bên player thì phải kéo và bên banker phải kéo. Hoặc là từ 0 cho đến 5 thì 5 thì ở bên nào dừng. Ví dụ như 5 thì là banker dừng và player kéo chẳng hạn. Đấy là những cái luật mà mình thì thực sự bây giờ mình mà lục lại mình cũng phải xem qua một lượt thì mình mới nhớ hết được, chứ mình không có nhớ được. Hoặc là natural thì là 8, 9 thì là
hoặc là những cái natural đó thì là 8-9 là cả hai bên bunker player đều dừng, thì những cái đấy chắc quý vị cũng không có quan tâm, tại vì người chia bài thì thường là họ sẽ trừ những người mới mà họ bị nhầm đó, là sẽ nó sẽ ảnh hưởng tới cái bài của quý vị rất là nhiều đó. Nên là quý vị, những người chơi thì thường họ cũng đa số họ cũng rất là hiểu. Ví dụ như là 6-7 chẳng hạn thì là ở bên băng cờ tuyệt đối không được rút, là phải dừng đó. Rồi thì cả hai bên, một bên lên con 5, một bên lên con 6 thì bên nào sẽ được kéo. Ví dụ nó có rất nhiều những cái luật. Vậy thì những cái luật đấy quý vị có thể thay đổi được hay không? Quý vị không, là người chơi không thể thay đổi được. Nó không giống như blackjack là quý vị có quyền được hit khi nào cho đến burn nó cháy bài thì thôi. Nhưng mà baccarat thì họ chia cái lá bài nào, quý vị chỉ có quyền được lật bài thôi, chứ quý vị không có quyền được là tôi dừng, tôi không có kéo nữa, hay là tôi kéo cho tôi thêm một cây, là không có quyền đó. Cho nên là nó có cái quy luật xác suất trong những cái lá bài như vậy, để mà nó có xảy ra những cái con rồng hay là con panda. Thì nếu như ai mà có cái sự gọi là kiên trì tập trung á, mà cứ đi ghi chép chẳng hạn, để xem là nó ra những cái, trước khi nó ra con rồng là nó ra những cái con như thế nào, là những cái cây bài như thế nào đó, rồi mình sẽ theo những cái xác suất như vậy và tìm đến những cái cây bài nó tương tự như vậy, thì kiểu gì nó cũng sẽ có những cái xác suất ra tương đối thôi, chứ không phải là tuyệt đối đó. Nhưng mà để làm được những cái công việc đấy thì mất thời gian và phải đi theo dõi cái hộp bài từ lúc bắt đầu mở bàn cho đến hết bài, và cứ liên tục như vậy trong rất nhiều hộp bài quý vị phải theo dõi, thì quý vị bắt được những cái xác suất của nó lâu lắm và nó rất là mệt mỏi. Cho nên là nó chỉ mang tính chất tương đối thôi, chứ không phải là tuyệt đối đó. Thế còn để mà sao mà mình có nên nuôi nó hay không, thì nói thật là nhiều khi quý vị nuôi hoài mà nó không ra, đến lúc quý vị rút về thì nó ra thì quý vị lại tiếc. Thì thành ra những cái người mà khi mà đã có cái sự đam mê đi nuôi những cái con rồng đó, thì có lẽ là họ sẽ nên đổi tiền nhỏ ra để họ đặt, khi mà những cái sự tính toán của họ, họ cũng có những cái nước cờ tính toán, ví dụ như nó đang xanh gì như vậy thì ít khi mà nó có thể ra rơi gồng được, thì lúc đấy là không có nên đặt, thì mình cứ đặt ít thôi, ví dụ đặt 1-2 đồng để là cho nó có, nó nhỡ đâu nó có bị ngược cầu thì nó có ra thì cũng không tiếc đó. Thì không nên đặt theo đuổi với cái số tiền nhiều, trừ khi cái sự có cộng theo những sự tính toán của mình. Và những cái người mà người đi theo, người ta chơi, người ta chơi lâu năm đó, người ta cũng chơi nhiều thì người ta cũng có cái kinh nghiệm, thì để ý vào cái dân tình chung xem là họ có cái dự đoán như thế nào nữa, nghe ngóng đó, rồi quý vị đặt theo cái kiểu như vậy. Chứ quý vị không được đặt cái kiểu là tay nào cũng đặt một mớ rồng, thậm chí có người đặt rồng còn nhiều hơn cả cửa, thì quý vị mất tiền nhanh lắm, quý vị mất tiền rất là nhanh. Và các vị nuôi như vậy thì quý vị sẽ không bao giờ kiếm tiền được ở nghề casino, quý vị chỉ có đi đốt tiền mà thôi đó. Cho nên là cái vấn đề chính vẫn là chơi ở cửa chính, chứ không phải là ở những cái con rồng. Những cái con rồng thì quý vị chỉ nên đặt và có những cái lúc mà cao trào thì quý vị có thể nặng tay hơn một chút, nhưng cũng đừng đặt cao hơn cửa. Mà em thấy mọi người đặt cao hơn cửa thì không hiểu là quý vị chơi kiểu gì luôn đó. Thì đấy cũng là cái sự trải nghiệm, và bán xà biết thì bán xà chia sẻ thêm cho quý vị thôi đó, chứ không có thay đổi được cái bộ cái xác suất của nó đâu. Baccarat là nó có xác suất để ra những con rồng như vậy, chứ nó không giống như blackjack là quý vị có thể tạo được ra những cái blackjack, là quý vị có cái sự khéo léo giỏi giang trong vấn đề kéo bài, hoặc là lập ra những cái team chuyên đi chơi blackjack đó. Có những cái đội họ giỏi lắm quý vị, tại vì ngày ba xà chia bài là có những cái team mà đi chơi blackjack là chả bao giờ thua luôn đó quý vị, chỉ có chị dealer là thua thôi à, tại vì họ kéo bài rất là giỏi. Chia bài bằng bài lá thì cái máy ở trong xác suất nó cũng không giống như là chia bài tay, chia bài điện tử. Ở Việt Nam ngày đấy thì bán xà chia là chia bài nó nhảy ra bằng điện tử, chơi bằng chip, nó không có bài lá đâu quý vị đó. Thì đấy là cái tâm sự và cũng là cái trải nghiệm qua qua cho quý vị, và vẫn nhớ những cái tip để cho quý vị đi chơi casino, để cho quý vị không có bị nghiền. Còn nếu như quý vị bị nghiền thì khó lắm để mà có thể thành công trên con đường casino, mà bị nghiền thì không cần trô được, mà chỉ trước sau là cũng sẽ đi thôi quý vị. Đó, thì thành ra là phải biết được cái target của mình, mình có ở cái tầm như thế nào để mình chơi, chứ không phải mình cũng đua theo rồi lúc có được cục tiền thì mang hết cả cục tiền đi chơi, thì quý vị không có kiếm tiền được nghề casino được. Đó, sẽ đưa ra cái target trước khi bước vào casino, bao nhiêu tiền mang đi hôm nay, cầm về hay là thua thì cũng chỉ được giới hạn trong cái vấn đề như vậy thôi. Thắng
target 500, 300 là dừng, ví dụ vậy. Nếu may mắn ăn được cái gọi là cái trúng số đó, ăn con rồng con giết các thứ đó, thì đấy là cái hôm mà quý vị may mắn bù cho những cái ngày mà quý vị bị thua, ví dụ như vậy. Mình chỉ nghĩ như vậy thôi, chứ đừng thắng rồng xong cái rồi lại ngồi lê la là quý vị mất hết. Tại vì nhiều khi cái cảm giác đang thắng nhiều tiền quá là không có control được, rồi cũng tung hết tiền ra là coi như là quý vị cũng sẽ bị mất những cái gọi là cái lời lộc mà chúng mình đã vừa mới trúng xong, coi như trúng số đó. Thành ra là trúng xong thì nên đi về đó. Đó là những cái mẹo đó. Thế còn target đấy, đi chơi là phải nhớ đưa ra cái target, ăn được bao nhiêu thì phải dừng, và chỉ được mang bao nhiêu tiền đi chơi trong một ngày thôi. Ít tiền thì đánh 100 một ngày, còn nhiều tiền thì họ nâng cái max bet của họ lên là 300-400 gì đó. Thì những người tùy theo income của quý vị để quý vị sử dụng những cái đồng tiền để không có bị thua. Một tuần thì xác định là chỉ được đi bao nhiêu ngày thôi. Có người thì người ta chỉ một tuần người ta chỉ đi có một lần, hoặc là có người thì hai tuần người ta mới đi một lần, ví dụ như vậy. Tại vì kiếm tiền bằng casino mà quý vị triền miên ngày tháng, quý vị ở đấy, quý vị đầu quý vị nó đơ đơ, quý vị không có control được đâu. Cho nên mà tại sao mà phải đi theo cái lịch đó để làm, thì tốt nhất là ta sẽ khuyên là quý vị nên có một cái nghề nào đó, rồi cái casino nó là một cái nghề phụ thôi chẳng hạn đó, thì quý vị có thể sử dụng cái sen kẽ. Chứ còn cứ hàng ngày mở casino thì cho dù quý vị có là người biết control đi chăng nữa thì quý vị cũng sẽ gặp phải những cái bất chắc rất là nó rối, nó rất là nguy hiểm khi mà suốt ngày ngồi lên là casino là chỉ có đi thôi quý vị. Đấy là những cái lời khuyên chân thành và xà từng trải trong cái nghề casino. Rất nhiều người là ngồi lê la mặc tiếng là cũng giỏi lắm, cũng có thể là control được nhiều lắm đó, nhưng mà cuối cùng nhiều khi nó, người ta gọi là cái sức hút của casino nó cao quá, nó có thể làm thay đổi được cả những cái control của quý vị. Cho nên là nhiều khi là cứ ngồi nhớ nhiều quá rồi bị nhiễm đó, chứ chưa chắc là quý vị đã là người bị nghiền đâu, nhưng mà vì quý vị ở cái thời gian ở casino nó nhiều quá cho nên là quý vị bị con ma của casino nó nhập vào người, kiểu như vậy đó quý vị. Đó đấy, thì còn hôm nào em nói về roulette cho quý vị nha, tại vì cái video hôm nay thì chỉ làm ngắn ngắn như vậy thôi để up lên cho nó nhanh, nhưng không nó lâu lắm. Thì hôm sau sẽ nói về cái vấn đề của roulette và sẽ kể cho quý vị cái câu chuyện ngày Vanessa làm casino suýt nữa thì cũng lấy đại gia đó quý vị. Sẽ kể cho quý vị nghe, nhiều đại gia cũng tử tế lắm, chứ không phải đại gia nào là cũng chỉ đâm đầu vào casino mà không có để ý hay không gì đâu. Đó thì ngày đấy cái câu chuyện nó cũng hay lắm, thì sẽ kể cho mọi người nghe. Tại vì ngày đấy là bà xã cũng chưa có xác định lấy chồng, mà đợt đấy là có người yêu thôi, nhưng mà cũng còn phân vân, còn nhiều vấn đề lắm. Đó thì sẽ kể cho quý vị nha. Đó sau đấy thì có người yêu xong rồi thì cũng cưới, thì vẫn còn làm ở casino, cưới xong rồi quay lại vẫn làm, đang làm tiếp, sinh con cái xong cũng vẫn làm. Thời gian có bầu bụng vượt mặt ra còn được cái ông Hàn Quốc ở trong cái ông ấy yêu quý, yêu mến, gọi là yêu đơn phương. Đến lúc mà vé xà bụng chữa vượt mặt như này này mà vẫn còn làm ở trong casino á, đứng bụng ngang vượt lên tận trên mặt luôn. Thế mà ông còn vẫn mang quà cáp, dây chuyền các thứ mang đến tặng nha quý vị. Đấy, nhưng mà không có dám nhận, bảo là đây là tặng quà cưới, nhưng mà ngày đấy là em không có dám nhận luôn á. Nhận là chắc là đi luôn, tại vì nhận quà các thứ ở trong đấy chỉ cứ họ tiếp tiền á, thì cho chung vào với gọi là chung tiếp vào cho cả bộ phận để chia đều cho nhau đó. Đó tặng quà thì phải tặng ở ngoài hoặc giấu giếm chứ họ biết thì cũng không có được đó. Thì cái ông đấy, ông ấy đưa, ông buồn cười lắm, ông ấy giống như ông si mê vô điều kiện. Ông cho, ông cầm cả ví, ông đưa cho mình thời làm, chưa có thời làm nhân viên, thích lấy bao nhiêu tiền lấy, ôi ai mà dám lấy quý vị. Nhưng mà hay lắm, nhiều câu chuyện ở casino hay lắm, đại gia. Thì sẽ kể cái chuyện gọi là đại gia tán và nó xả như thế nào cho quý vị, suýt nữa thì trở thành vợ đại gia đó quý vị. Bây giờ chắc phải dùng cái từ vợ tỷ phú đi. Rồi và sẽ hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo, chia sẻ tiếp về những cái câu chuyện về casino và cũng có những cái tip mới để cho quý vị biết thêm, để cho quý vị có thể kiếm tiền casino nha quý vị nha. Ôi tuần, 2 tuần, 3 tuần đi một lần thì kiếm được đó, chứ hàng ngày thì em nghĩ là khó lắm. Rồi chúc cả nhà mình may mắn, bình an. Bye bye.